Xin chào mọi người, Satoshi Mama đây. Hiện tại gia đình mình đang đứng ở sông Kamogawa và năm nay tuyết rơi dày đặc lần thứ hai ở Kyoto. Ở Kyoto mà mọi người chơi đùa với tuyết thật là hiếm luôn á. Wow, Satoshi nhìn sởn à. Trong đợt tuyết lớn lần này, gia đình Satoshi Baba sẽ đến đền thờ Shimomogawa. Và đây một trong những cái đền thờ thần đạo lớn nhất, lâu đời nhất. Và là một trong 17 di tích lịch sử của cố đô Kyoto đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ở đây vẫn còn tuyết anh nè, nhìn đẹp ha, buổi tối đẹp chứ. Ta sẽ thả cái tờ giấy đó xuống cái nước phía trước mặt là chữ nó sẽ hiện ra và mình sẽ đọc được. Còn bây giờ nước nó cạn rồi thì mình không thể đọc được. Shin Sam ở cái đền này rất là nổi tiếng luôn á.